trận đấu bán kết thứ hai của Serie A mùa giải năm nay trong khuôn khổ giải bóng đá đầu tuần Esway. Giai đoạn này mùa giải được tổ chức là thứ 24 trên Cúp Tích Biêu. Đó là 55 bàn thắng và để thủng lưới 17 lần. Trong khi đó thì Hoàng Sĩ Quan Đại Phú đã để thủng lưới 25 lần và đã ghi bàn đã có 25 bàn thắng và để thủng lưới 32 lần. Với một trận đấu mà đội bóng của Như Huy cũng đã chơi rất hay. Nhưng Trương Giang Cộng cũng đã cho thấy sự lý lượng của mình và sự quyết tâm. Họ đã có 3 thắng, gỡ hòa 2 đều. Những trận đấu đó đã bước vào những loạt đá luân lưu. Nhưng đáng tiếc là một... Khéo nguy hiểm và như vậy là có 3 thắng dành cho Hoàng Sĩ Quan Đại Phú. Rất bất ngờ. Từ một pha bóng ở phần sân nhà, phát bóng dài đến phía trên và khiến cho thủ thành Thiếu Hoàng bất ngờ với pha chủ động chạm bóng về phía sau của Minh Cung. Như vậy là bàn thắng đã đến ở trong trận đấu bán kết của Serie A, trận đấu thứ hai của Serie A trong buổi tối ngày hôm nay. Rất bất ngờ khi mà đội bóng không được. Lê Thiên Vũ căng ngang và ra vào hợp lý của Xuân Vũ và đó là tình phạm lỗi của Thành Dũng. Đây sẽ là tình huống mà Xuân Vũ sẽ giúp cho cao thủ đồng đội có thể hồi phục thể lực, giành chiến thắng ở pha không chiến vừa rồi. Bắn bóng rất nguy hiểm. Cối, cá bao và đoạt bóng và ngay lập tức tăng tốc và tạo ra cú đá về phía thành của Thế Hoàng. Đó là pha xử lý của Tùng Duy. Minh Cung đang di chuyển vào chiến phòng lúc còn trống ở phía trong. Rất tốt. Vẫn còn dài cho cao thủ áo đỏ. Nguy hiểm. Come out. Cú đá rất hay của Công Duy. May mắn đã thuộc về Sinh Cố Sơn khi mà bóng đá treo vào chiều xanh. Thì chung. Cú đá ngay. Không có gì nguy hiểm với Xuân Vũ. Cú đá về góc gần của thủ thành bên phía Hoàng Sĩ Quan Đại Phú. Sì vẫn đang bế tắc ở trong một trận đấu này trước của lối chơi thủ đô hợp lý. Cá nguy hiểm, cá bao. Đó là cú đá của Trung Sóc. Đối phương vẫn chưa đủ tác động để hạn chế tình huống kết thúc của số 26. Đấy đâu, cá bao. Lại là Tuấn Dương. Không ai khác, đó là tiền đạo cao to, có khả năng không chiến tốt. Và trái bóng hướng đến. Đây sẽ là cơ hội vô cùng tốt dành cho C để có thể ghi đề bàn thắng gỡ hòa. Dứt điểm. Không được. Tấn Nam là người đã kết thúc với pha thả bóng ngang của Trung Sóc. Đã ở thế thấy hơi với một chút của số 8 đã khiến cho... Có đó lý do đã khiến cho trái bóng đi hơi cao so với cú thành của Xuân Vũ. Khá nguy hiểm. Có rất nhiều những pha phạt bóng sâu vào khu vực vòng cấm. Thế Hoàng đang làm việc vất vả ở những pha không chiến. Có lẽ như đội bóng áo đỏ đã tìm ra những pháng để tạo ra sự khác biệt ở trong trận đấu này. Và như vậy hiệp 2 của chúng ta cũng đã chính thức được bắt đầu. Cú đá từ xa khá nguy hiểm của Minh Cung. Mùa giải năm nay sẽ không có trận đấu tranh hạng 3 mà sẽ đồng hạng 3. Không có gì nguy hiểm. Và đánh đầu rất ý đồ ở trong tư thế quay lưng của Lê Giang Sương. Nhưng bóng không mạnh và cũng không hiếm hóc để đánh bại được Thế Hoàng. Đội bóng đã phải đá playoff vào tuần trước để giành tấm vé vào bán kết ngày hôm nay. Họ đang có lợi thế trước Sinh Cối Sơn. Rất hay. Come on. Pha xử lý tuyệt vời của Tấn Lực. Nhưng Xuân Vũ lại chơi hay hơn. Đội xử lý cũng tốt và khiến cho Sinh Cối Sơn đang phải gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận cầu thành đối phương. Pha xử lý hay. Vẫn là Lê Thế Vũ. Come on. Một pha xử lý đậm chất cá nhân và mang tính đột biến cao đến từ Lê Thế Vũ. Và sọc thẳng vào vòng cấm. Và đi bóng lắc léo và mang đến sự khó khăn cho các trung vệ của đối phương và khiến cho không dám phải phạm lỗi và có tác động. Khá nguy hiểm và tỷ số được đưa lên 2-0 dành cho Hoàng Sĩ Quan Đại Phú. Và như vậy là Thế Hoàng đã mắc sai lầm ở tuyến vừa rồi. Những pha phát bóng như vừa rồi cũng rất khó dành cho những thủ môn. Bóng đi với một điểm rơi rất khó chịu, bóng đi với lực căng và rất khó để kiểm soát trái bóng thứ bàn. Hai bàn thắng đều đã diễn ra tương tự.
khó khăn lại trong trận khó khăn dành cho Sư Quối Sơn ở trong trận đấu quan trọng ngày hôm nay. Khi mà cao thủ áo xanh đang trên con đường tìm kiếm bàn thắng gấu hòa, điều đó vẫn chưa xảy ra và họ đã phải nhận thêm bàn thua nữa ở trong trận đấu này. Tiến Vũ và cao đội vẫn có những sự khác biệt. Nguy hiểm, cầm vào, rất may dành cho cao thủ Hoàng Xuân Đại Phú khi mà bóng đá không thể vượt qua một chiếu đỏ. Đó là mang đến sự quả rất cao đến với cao thủ áo đỏ. Lên bóng dành cho Hoàng Xuân Đại Phú, Lâm Nguyễn, rất nguy hiểm, cầm vào. Pha đi bóng tốc độ và sọc thẳng vào trung lộ với pha chiếc mũi dài nhanh của Lâm Nguyễn. Vừa rồi thì bóng đá đi sát với chạm. Người đang ngăn chặn cú đá vừa rồi của Thành đó là Hoàng Công Duy. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Khá nguy hiểm. Tùng Duy đã bị đầu. Đó là pha bóng mà trọng tài vẫn chưa cắt cồi. Nhưng ngày hôm nay họ đang trải qua rất nhiều những khó khăn trước Hoàng Sư Bó Đại Phú. Như vậy là trọng tài đã chia tay một trái bóng đen. Bóng đá chạm tay của cầu thủ bên phía Hoàng Sư Bó Đại Phú trong vòng. Và đây sẽ là gọi để có thể giúp cho đội bóng áo xanh mang đến sự hy vọng, một sự tươi mới hơn ở trong quãng thời gian còn lại của trận cầu này. Tế Vượng sẽ đối mặt với thủ thành Xuân Vũ. Ngày hôm nay thì Xuân Vũ cũng đã để lại những dấu ấn, cũng đã chơi rất hay. Trận Thế Vượng, come on, xuất sắc. Đó là pha cả phá xuất sắc của Xuân Vũ. Anh đã bắt bài được cú đá của Thế Vượng và đổi người cực kỳ nhanh, bóng đi tập thấp với một quỹ đạo rất nhanh, cầm vào. Thêm một sóng gió nữa mà cao thủ xanh đã tạo ra. Đội đã bao vào còn hai với một quả trống lớn và không có một thủ đạo theo kèm cả. Và xử lý an toàn. Và như vậy đúng lúc này thì trọng tài đã chấp nhận. Đội bóng vô địch vòng loại hai lần đã không thể các bạn ở chung kết ở sân chơi này và nằm thất bại ở trong trận cầu bán kết trước Tư Sơn. Và mùa giải này thì họ lại tiếp tục thất bại trước Hoàng Sư Bó Đại Phú ở trong trận đấu bán kết. Vào với trận đấu bán kết thì họ đã không có được tâm lý vững vàng và họ đã chơi xuống sức.